Đây là chị chủ quán nha. Ê, qua đây ngồi nè. À, đây rau răm nè Như ơi. Nhưng mà đặc làm biệt là cái muối này nè. Được xay rất là nhuyễn. Ồ. Chén sẵn kìa. Ồ, đây nè em đổ ra tay em, ở cho em không có đụng vào. Hôm nay chị, em sẽ đặt một thử thách cho chị gái này ăn 20 trứng. Em thấy giới chị ra 20 trứng là em thấy bình thường. Trời ơi. Mày là có là liếm rồi. Trong 1 phút. Wow, lên luôn. Nhanh không? Wow. Nè cả nhà, trứng đều như một đều, nha. Đều nha. Được cái là hộp vịt lộn Thu Hà là trứng ở trong là đều như một hết. Cả nhà sẽ chiếu cận cảnh cho cả nhà coi nè. Chúc mừng cô chú anh chị các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Fanny Hùng đây. À, Hùng đã giữ đúng lời hứa sau khi ăn lẩu khổ quà với Nga. Thì Nga cũng giữ lời hứa đúng với Hùng luôn, đó là đưa Hùng đi ăn thử hộp vịt lộn Thu Hà. Thu Hà nha cả nhà. Đây là một trong những quán hộp thịt vịt lộn nổi tiếng nhất của khu vực Đồng Nai. Và có một cái fan hâm mộ của Nga ở bên kênh của chị Nga nói là chị Nga ơi, về hôm nay mình đi ăn hộp vịt lộn Thu Hà. Thu Hà em ơi, nếu mà em có coi chị là tức là gọi là coi Fanny Hùng thì em hãy vô kênh của Fanny Hùng nha. Mình lộn, hôm nay bạn chính là người đó. À, hôm nay chị Nga sẽ ăn trên kênh của Fanny Hùng. À, hồi nãy thì mình đã ăn review 2 tô lẩu của Qua và Hùng một cái nồi lẩu rồi cả nhà. Cho nên hôm nay Hùng có thể là đặt ra thử thách của chị Nga như thế nào không? Thôi nãy chị ăn 2 tô rồi. Lần này em chắc là chị cũng no nên thôi chị ăn 20 trứng thôi. Ok, vậy là hôm nay Nga chỉ ăn 20 trứng thôi. Mà tại sao mà dẫn lối Hùng đến em cả nhà? Vì ở đây á, hộp vịt lộn nổi tiếng cực kỳ ngon, 10 trứng như một. Trời, ghê chưa? Ghê chưa? Nếu như mà 10 trứng nó đem ra mà trứng non, trứng già hay là không có bằng nhau đồ á, chủ quán sẵn sàng đổi trả và tặng cho mình. Điều thứ hai nữa là rau răm ở đây. Rau răm ở đây á là chỉ lấy phần ngọn thôi cả nhà. Và nhân viên đông hay dở và như thế nào thì cả nhà có thể cùng Nga và Fanny Hùng vào. Và đặc biệt để mà Nga nhớ mãi hương vị mà chục năm xa quê vẫn còn nhớ được. Đó chính là muối. Muối nha. Muối ở đây là một bí truyền. Một ngày bán mấy ngàn trứng á nha cả nhà. Một buổi tối thôi, đi thôi. Địa chỉ ở đây là đây. Số 126 Phan Đình Phùng. Dạ. Xe coi chừng xe nha. Đây là anh chủ quán luôn á. Ồ, xe nhường cho mình quán. Hộp vịt lộn mà em nhìn mới đầu là tưởng là quán bún phở vậy đúng không? Dạ. Ờ, chỉ ngồi ăn hộp vịt lộn thôi. Đây là chị chủ quán nha. Ê, qua đây ngồi nè. À, chủ quán bên kia. À, phải đứng uống luôn đúng không? Ủa đi cô. Dạ. Giỡn thôi. À, giờ bắt đầu anh chủ quán. Ok thì ở đây á, là chị Nga là sau dân ở đây. Đây là dạ. Bạn này ở Sài Gòn. À, dạ. Thì Hùng có thể là phỏng vấn chị sẽ cho em mượn em đeo bánh tráng. Wow chị, em thấy là bên tiệm bánh tráng rồi là hai tiệm là của chung nhà luôn đó dạ, chị. Dạ đúng rồi, quán của Hộp Dịch luôn. À, thì tiệm mình bán là được bao nhiêu năm rồi chị? À, Hộp Dịch đã là 40 năm. 40? Đầu này hết luôn á, không có lối nào hết. Cho em nghe nói quán mình là một trong những quán nổi tiếng nhất Biên Hòa luôn á. À, đó là nhà, giống như là món là đặc sản vùng miền thôi chứ chưa có được gọi là nổi tiếng lắm. Dạ. Dạ. Mà ở đây là đặc trưng là khi mà đến là cứ người 2 trứng đúng không chị? Bình quân là vậy. À, cứ người 2 trứng. Dạ. Rồi nếu mà ăn thêm bao nhiêu thì mình gọi thêm. Mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ vậy chị? À, từ 2 giờ trưa đến hết thì thôi nhưng mà người ta vô quán đều đi mua nước mía là không được. Ở nhà ta thưởng thức cái nước bên đây nè. Xin tố nước ép phải không? Nước gì? Qua gì? Cái gì? Tím gì? Cái gì? Tím gì? Tím gì? À, ý là mấy cái kem mới á mà. Dạ. À, dạ. Mãng cầu ấy. À, trà mãng cầu. Trà mãng cục. À, đó đó. À, nhưng mà em nghe chị này nói là bên mình á cái rau răm á là chỉ có cái ngọn thôi đúng không chị? Dạ đúng rồi. Đó là được lặt hết luôn. À đây rau răm nè Như ơi. Toàn bộ là ngọn thôi. Kiểu như mình ăn á rất là tiện. Không cần phải bóc mà ra. Rau sạch hết á, không có phải mình đỡ phải nhặt lại nữa chứ vậy dạ. Là ăn thôi. Rồi một trứng mình bán giá bao nhiêu chị? À, hiện tại là giá 12.000.
12.000 và nó gọi là kích cỡ nó bằng nhau hết luôn đúng không ạ? À, kích cỡ của cái con trong cái trứng thì nó đều nhau hết nhưng đều mà có hết. Trứng lớn trứng nhỏ. À có trứng lớn trứng nhỏ. Màu con đây con non. À không, vừa ăn. Vừa ăn. Dạ. Con đều giống nhau. Đúng rồi. Dạ. Nước ngọt ngon. Ừ. Vậy chắc là mình cũng phải soi hay là làm cách đúng nào rồi, đó. Đúng rồi, có thợ làm hết. Có thợ làm hết luôn. Trên lấy trứng là trứng, lật rau răm là rau răm, làm muối là muối. Trứng rồi anh là xài 15 tuổi, 16 tuổi là dùng. 15, 17 tuổi. Anh vui tính, chú vui tính. Chú vui tính mà. Trứng đây là không còn đó. Rồi chanh nè, nhìn cũng rất là... và đặc biệt. Nói chung là nhìn đơn giản thôi chứ không có gì đặc biệt hết á. Dạ. Nhưng mà làm bằng là cả cái muối này nè. Được xay rất là nhuyễn. Ăn kết hợp với cái này satay đúng không chị? À cái đó là dạ Hùng đúng có thể rồi. Là chấm được một miếng muối đi rồi Hùng từ biết à. Ồ. Đây mình xin phép nha, mình sẽ học mình ồ. Chén sẵn kìa. Ồ, đây nè em đổ ra tay em ở cho em không có đụng vào. Đây. Nói chung mình đâu có ăn muối của mình ở đây, mình chung ăn mặn hơn. À vậy hả? Ở đây cái vị của mình nó đã biến tấu rồi, nó không có bằng miệng mình chung ăn hơi mặn. Ồ cái muối này, thường muối mình thấy là muối tiêu mà tiêu bự nha, con này muối xay nhuyễn nè mà. Lạ lắm, từ cái miệng nó sẽ ngọt. Muối làm mà từ mồ hôi nước mắt. Mồ hôi nước mắt luôn á. Thôi bây giờ mình phải gọi thôi, máu rồi chị ơi. Thường thấy mọi người ở đây á là ăn được mấy trứng là nhiều nhất. Tùy em thấy nhìn người ăn cũng khoảng 7-8 trứng cũng có, nhìn một người ăn 12-15 trứng cũng có, nhưng mà cái phần lớn là 2-3 trứng là nhiều. Thì bữa nay hồi nãy mình cũng no rồi nha. Vậy Hùng muốn đặt ra thử thách gì cho Nga? Hôm nay chị, em sẽ đặt một thử thách cho chị gái này ăn 20 trứng. Em thấy nếu chị ăn 20 trứng là em thấy bình thường. Trời ơi. Vậy là có là clip rồi. Trong một phút mà 6 lần bia thì giờ là có. Rồi. Nhưng mà hôm nay là đây là cái kênh của Phân Như Hùng. Thì nghe chị là hôm nay được cái review của mình ăn 20 trứng thôi. Ừ. Vậy em mới ăn nguyên một cái lẩu có qua bự rồi. Dạ. Rồi. Rồi. Chứ mình nói vui thôi, mình dùng được bao nhiêu mình dùng. Nói chung là mình đi tới đâu thì mình dùng món nổi tiếng tới đó thôi. Dạ. Và sau đó thì Hùng sẽ ăn mấy trứng? Em ăn hồi nãy em mới ăn một cái lẩu khổ qua luôn, to lắm. Cho nên bây giờ em xin phép em ăn thêm 5 trứng nữa. Ok. Dạ. Còn cánh phụ nữ á, chị đem làm gì mình ăn mấy trứng? Mỗi người 10 trứng hả? Bây giờ là anh đặt ra bao nhiêu thì ăn. Còn không ăn nữa thì anh lấy lại. Không, đặt ra thử hết thôi. Đặt ra thử hết. Em anh đặt ra thử hết cho em đi. Quay xong nhớ quay cho em hay như nha. Bây giờ là ok. Bây giờ là chủ quán đặt ra thử hết luôn. Bây giờ anh đặt trên bàn ra cho em 8 cái. Dạ được. Em có ăn bao nhiêu mà ăn. Dạ. Rồi. Rớt dĩa luôn. Nè thấy không? Trứng đều chưa? Chú bỏ dĩa này nè. Rồi sắp đều đâu? Anh bỏ. Không, bây giờ em lấy 30. Để dĩa này để cái sắp 30 cái nữa. Đẹp. Không. Còn cái anh chặn đâu, anh chặn hả? Anh sắp 30 quả lên đây. Đúng rồi, sắp 30 quả. 30 quả đi chú. 30 quả lên đây em. Còn không mình để dĩa xanh vô đi cho nó vững. Không sao đâu. Để đó con cầm cho nè. Chú lấy 30 quả cho giùm con. Cái này thường thường là mình luộc trong vòng bao nhiêu lâu con? 45 phút. 45 phút mình luộc với cái nước cho đến chín là 45 nhưng mà nước của mình là luôn được nước thường hay là sao? À, bà chủ pha chế đó thì mình làm thôi. Bà chủ lúc nào cũng ở trong đó nè, không có ra ngoài ha. Cô chủ rất là kỳ bí cả nhà, nhưng mà cái điều kỳ bí đó làm nên thương hiệu hột vịt lộc Thu Hà nha. Không bao giờ được thấy mặt và muối cũng không bao giờ được thấy. Cho làm nên... nửa đêm. Tại là làm nửa đêm mà tại khách về biết mưa giờ. Nó bay bụi dữ lắm. Dạ. Người ta không có chịu được đâu. Wow. Muối là cô làm ở trong một cái phòng khép kín luôn á nhà. Có, làm hoài nhưng mà phải che chắn để khi ít thì đó con thấy là... mỗi lần mình che chắn lại luôn á là mình kín lại xung quanh luôn. Sợ cái mùi muối á cô Hà nó xay nhuyễn, cái muối nó xay nhuyễn cho nên dễ có bột lắm. Có giờ thấy ai ăn hết chừng này chừng không cô? Chín. À, cô có thấy một người đó ở một quán qua đây là ăn 28 cái một mình thôi. Còn con mình ăn con có 20 cái là coi cái thân chú đó. Dạ ăn thử đi. Dạ. Biết đâu mình cũng đạt đến điểm đó thì sao? À, nếu như con đạt được điểm đó thì chắc cũng dữ dằn lắm rồi đó. Là cô là tạo thành thương hiệu vô địch luôn rồi. Dạ, cảm ơn cô rất là dễ thương nha cả nhà. Đếm không được luôn à. 5, 10, 15, 19, 13. Gần đúng rồi, cái nước này, nước luộc này cũng là một cách pha chế luôn á. Hùng nhìn nè Hùng. Rồi, 30 trứng đây. À,
Nếu mà ăn hết 30 trứng này cô tặng cho 5 trứng. Kệ luôn. Khó không? Ăn hết 30 trứng này cô tặng cho 5 trứng thiệt mà. Dạ, lớp vô cô. Thôi bây giờ cô bỏ lên 5 trứng đó luôn đi, con sẽ ăn thử thách 25 trứng ngày hôm nay. Rồi, lớp vô cô. Lên. Ủa vậy là xong rồi hả? Rồi cái này là của Như Thâm Ngàn 3 trứng nè. Như Thâm Ngàn mới được 5 trứng chứ. Bữa nay Nga thử thách là 20 trứng Phương Đi Hùng. Chết cha, 30 trứng Phương Đi Hùng 10 trứng. Như Thâm Ngàn 5 trứng còn Phân đi. Em 5 trứng, anh 5 trứng. Còn Như Thâm Ngàn hết 23 trứng. Ok luôn. Rồi vô, vô luôn. Ok, xong rồi đó. Địa chỉ đây là Như Hùng, nhớ không? Dạ nhớ chứ. Đọc nghe coi. 175, 177 Phan Đình Phùng, Biên Hòa, Đồng Nai. Chính xác, hay quá. Hồ Vịt Lộn à cả nhà, nếu mà sờ Hồ Vịt Lộn Thu Hà là sẽ ra nha cả nhà. Wow, nóng quá. Rất là nóng nha. Nóng lắm. Tại vì mình mới vừa luộc đem ra cho em luôn mà. Cái này là cái thau cuối cùng rồi. Ồ. Một ngày. May ghê á chị. Mình dạ. Mà đến một xíu là đâu không còn. Không còn nữa. Cho nên hôm nay là thử thách của Như là mấy trứng ở đây. Thì Như cũng mới vừa ăn nguyên rồi lẩu khổ qua chia ba này cả nhà. Nửa nồi. Nửa nồi luôn à. Nửa nồi chè một xíu. Tự biết không có mặt tay luôn à, ok. Chén muối thần thánh không? Dạ, wow. Muối đây là... Em nghĩ là chén muối này... Trời ơi, nó nóng tới nỗi mình nóng cái chén muối luôn. Đúng rồi, Nga thích lắm. Em nghĩ chén muối này phải dành cho chị Nga thôi. Tại vì chị Nga đây là thử thách chính rồi. Mình ăn của kênh của Hùng nhưng mà là thử thách của mình nha cả nhà. Dạ. Nhưng mà cái này sao mà đập ra không biết nữa, nó nóng quá. Chú sẽ giúp mình đập. Chú đập cách nào ta? Hiện tại trên đây là Hùng cho ăn mấy trứng nè, Hùng nói luôn đi nè. Đây, 8 trứng. Ôi trời hay lắm em trai của chị. 7 và 8 trứng đi. Tự lấy luôn đi. Wow. Hay quá thanh niên ơi. Rồi. Wow, ok. Còn lại của mình là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 trứng nha. Chú ơi, đập giúp cho. Trời ơi, người biết sau lưng luôn. Chú đập giúp giùm con cái này nha, từ từ chú từ từ dừng khoa 2 giây đưa cái tô này nha. Dừng con. Đập hết luôn. Đập hết cho toàn bộ ra giùm con. Con cảm ơn chú. Tôi review trước người ta luôn. Mình sẽ thử thách nha. Thanh niên này là không thể nào chấp nhận được. Đừng có lấy cái mề trắng. A few moments later. Cầu. Cục cầu. Wow, lên luôn. Nhanh không? Wow. Nè cả nhà, trứng đều. Ồ, như một đều, nha. Đều nha. Đồ cái là hộp vịt lộn Thu Hà là trứng ở trong là đều như một hết. Cả nhà sẽ chiếu cận cảnh cho nhà, cả nhà coi nè. Tức là không có trứng nào non quá mà già quá. 15 tuổi rồi, 15 tuổi rồi. Nói chung là 15 phải 1 tuổi là không cho vô trong nhóm, trong group. Rồi. Bây giờ mình chắc phải mượn cái muỗng của Phinh Đi Hùng. À. Để em. Đây là kênh YouTube của Hùng nha, mình tôn trọng nha cả nhà. Mình sẽ cố gắng ăn 22 quả này. Ui da, con thằng ấy. Hồi nãy mới xin cô thêm quả. Cô ơi, đây là bao nhiêu trứng? 22 đó. Tại vì Nga không thích số 21. Ai chà. Ai chà chà. Sao chị không ba xin của em? Thôi cảm ơn, chị không ăn trứng của em. Nè, chiếu cận cảnh cho mọi người coi nè. Rồi. Mời cả nhà đến với thử thách trứng hột vịt lộn Thu Hà. Thu Hà nha, đập ngay Biên Hòa, Đồng Nai. Cô đập ra không có thấy rất là sạch sẽ ha. Mình đập sao nát bét à. Ừ. Trứng hột vịt lộn. Nhìn nó rất là trứng. Đọc đọc rất kỹ nha trứng. Nha chị em. Trứng hột vịt lộn. 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 Trứng hột vịt lộn. Ừ. Chậm rồi. Thôi, chúng ta đập chậm thôi. Với cái tình trạng mà cái muối ngon như vậy thì Nga nghĩ chắc chị ăn lúc mà cái này nó chưa kịp nguội luôn á. Giờ em thấy nóng em không đập được luôn á. Giờ đúng rồi, giờ phải đập. Chắc em nhờ cô đập cho em luôn. Rồi chị đợi em luôn. Dạ. Cố lên. Dạ. Nè nhìn cái mèo nó, cái mèo nó. Wow. Cái mèo nó vậy thôi. Mà thử coi. Cái mèo nó vậy thôi đó. Tôi ăn bộ luôn. Cái mèo nó có một thợ soi trứng nha. Cô chủ đây không giờ bước ra đây. Đóng kính trong phòng. Hồi nãy có phỏng vấn không? Cô không giờ ra. Cô này biết mà. Luôn. Rồi, đây là cách mà cô đập trứng nè. Rất là rồi, nóng. Trứng cuối cùng rồi, nóng lắm. Đó. Vậy thôi mà nó không bị vụn trứng luôn nha. Rồi, xong. Không biết là sự của quán này bao nhiêu năm chưa? 40. Hơn 40 năm, kinh ngạc. Đó. Này, cái này của anh Hùng, trứng của em. Ok, anh Hùng.
Bên Hùng có 4 trứng hả? Ủa? 22 trứng đang chờ đợi chị Nga. Và chị Nga đang chờ đợi em. Ok. Thật sự là bây giờ em rất là no rồi, nhưng mà bắt đầu mình tính ăn 5 trứng cả nhà. Mà mình thấy được cái sự cố gắng của chị Nga, không thể nào mình chùn bước được. Đúng rồi. Sang luôn 8 trứng nha. Cảm ơn em trai của chị ơi. Phải vậy chứ. Em đúng là... Giờ đợi, đợi Nga cameraman ra nào. Đúng rồi. Và con lý này, 30. Trà măng cục mà màu nhìn đẹp chưa? Lần đầu tiên Nga uống cái nước trà gì quên mãng cầu. Ờ, nước trà mãng cầu. Wow, có nguyên cái trái măng cục luôn, thử miếng này. Ngon ha. Tạo âm thanh kìa. Trời, cái muối măng cục không ăn được, không muốn được. Lát mình mở nắp ra mình ăn. Ê, anh Hùng, có chân trâu nữa kìa. Ờ, à, chân trâu trắng. Giờ bớt gì này. Em ơi, giờ cất gì mình sẽ để bên đây. Ngon. Trà măng cục rồi, ngon đấy. Rồi, mời cả nhà nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Mời tổng gia đình và con nhà. Quan viên hai hậu của Võ Tư Lộc. Mời tất cả mọi người. Mời cameraman, mời Như nha. Mời Phân đi Hùng luôn nha. Mời anh Hùng, mời chị nha. Cái muỗng của mình hơi to, cho nghe mượn cái muỗng trắng của em đi. Cái muỗng này coi đồ á. Biết kìa. À, miếng này hả? Ừ. Ok. Xúc vừa cái trứng thôi. Dạ. Hùng ăn Hùng thấy là... Cái lộn này sao mà nó chắc quá ha. Nó không có bị nát. Wow. Béo quá. Ăn cái muối vô. Mới ăn thì thấy cái muối này nó cay á, nhưng mà hấp cái nước này vào nữa thì nó trung hòa lại rồi. Ngon. Cảm giác không? Muối ở đây là số lượng có hạn thôi. Đúng rồi. Kiểu như mình ăn bao nhiêu á là quán sẽ canh đã lấy bấy nhiêu. Có riêng nhắc là được ưu tiên thôi nha cả nhà. Nguyên một chén không? Thế đâu ra làm sao? Trứng này to nha. Không biết là cái trang trại nào có thể cung cấp được một cái lượng lớn trứng như vậy. Mà em thấy cái mề này nó lạ không? Nó nhỏ. Mười trứng như chục. Đây là cái mà. Đây một cái nha cả nhà. Đây. Để mình lấy cái thứ hai ra cho cả nhà coi nè. Khó lấy quá. Nóng á. Rồi. Chị Nga, ở đây là có tuyển một kỹ thuật để xôi trứng. Đây cái mà thứ hai cũng cỡ này thôi. Ở đây cái mà thứ ba nè. Bé tí à? Nhỏ xíu à. Nhỏ lắm. Muối này siêu phẩm nha. Đúng rồi, nghe nói không? Dạ. Cái sa tế nó cũng khác với những chỗ khác nữa. Đúng. Tuyệt vời. Cái trứng nó đều hết luôn không? Không có thấy nó nào, cái nào khác không? Mè rồi y chang nhau hết. Cái nước nó ngọt lắm. Đúng. Nó luộc trứng. Này hấp cái nước hả? Nãy em thấy trong nước luộc có gừng nữa. Đúng. Hay quá ha. Tự nhiên người ta luộc cái lớp vỏ ngoài mà làm sao nó thấm được vào trong ta? Nghe không biết, nhưng mà đây là một cái bí truyền. Dạ. Wow. Có ngọt, em với anh Hùng ăn chưa tầm chị Nga lắm. Cái đầu răm ở đây á, nóng lắm rồi. Cái đầu răm ở đây á, chỉ có ngọt thôi. Mình ăn không cần phải lặp. Bỏ miệng ăn thôi. Không cần phải lặp. Mà sao chị biết quán hộp lộn này? Dễ em ạ. À. Và chắc chị cũng hay lên Biên Hòa chơi. Tự nhiên ở đây thì Đức Duyên phải biết rồi. Dạ. Chị nhìn cái muối này á. Từ nhà chị Nga lên đây là khoảng 35-40 phút. Không tới không? 20 phút à? Nè cái mềm nè. Ủa mình xíu à. Ừ cái vậy hả? Nó như cái vỏ trứng vậy. Từ người ta ăn người ta rất là ghét mềm. Nhưng mà mềm đây là vô tướng rồi. Khách lại đến, khách giờ này cứ đến. Nếu mà em không đến sớm rồi nhé. Không biết là ở đây đó chị. Ừ. Người ta bán trứng kiểu mà
một ngày giới hạn như đó thôi không? Em nghĩ chắc vậy quá. Thì nữa thôi, người ta nói là tới 10 giờ hết, mà thật ra là tới 8 giờ đó em tới là hết. Thôi như ngày xưa á, thì ra là chị gắn y là 10 giờ mới hết. 9 giờ nghe đi là không còn. Là chú vô tính nẻ lắc tay hoài. Giờ là... Ngon hả? Vì em nghĩ quán này là quán thịt lộn nhân phẩm. Kiểu vậy á. Ai đến sớm sẽ được ăn. Kiểu như thật sự đam mê. Là cái mề không Hùng? Nó 19 rồi chục. Thì mới móc cái da của nó ra. Cái mề á. Đây là cái mề của nó, anh thử đi. Anh ăn lại mề không? Không dính à. Nó mề đó. Ăn nó như cái lòng chặt, lòng lòng vàng á. Lòng đỏ. Có riêng một kỹ thuật viên để sao trứng mà. Mỏng như thế này. Nhưng thật là nhẹ gánh. Nhà ăn 5 trứng bao giờ chưa? Chưa. Wow. Nhiều nhất là 3 trứng. Ghê vậy? Là thèm á, là ăn. Mấy hộp bị lỗi này sao? Ngon như quảng cáo không? Chị Nga mà giới thiệu món gì cho mình là mới xài của mình. Mới vô cái lẩu củ qua thì là củ qua. Gì? Ăn nó củ qua, ăn củ qua đúng không? Lẩu khổ qua thật là khổ qua. Ngon quá rồi. À cái mày nha. Khi mọi người đang review thì mọi người cô đang dọn hết rồi. Đang dọn hết rồi. Trang, Trang quay mặt của chú rồi. Con còn 10 trứng thôi cô ơi. Con còn 10 trứng nữa là con ăn hết rồi. Dạ. Nãy chú Vũ cứ sờ là chị Nga không hết á. Chú nói là có gì con ăn với chị đó đi. Để trứng này đây chú bán. Chú nói vậy hả? Ừ. Lại nó lấy gì cũng đập trứng à. Chú nói là cứ ăn đi, nếu mà dư trả lại đó nha. Chú nói à, để em tắm trứng hả? Vì tấm lòng cao thượng của chú con sẽ ăn hết cái này. Chú có đi khoe bụng hoài quá. Kỳ quá à. Bụng chú khoe hoài à. Ủa cái ly này công nhận ngon thiệt. Ngon không? Để cho uống miếng nha. Dạ. Lát em gọi chị một ly mới luôn. Ừ, cảm ơn em. Hôm nay chị ơi, cho em đây một ly măng cục nữa. Từ. Ừ. Cứ chị gọi ơi, đi. Từ chị ơi. Nè, thầy Trang ngồi ok. Ngồi một ly nữa chị. Tưởng gọi nghe, nghe hết hồn. Trang mới như nữa. Chị Nga hôm nay sợ rồi. Ngon lắm, phải uống thử thôi. Ăn 22 trứng đi. Chị Nga mới ăn lẩu á, thường chị ăn nguyên một cái ghê thật, ngạc nhiên quá. Ăn riết mà ngu mặt nữa. Trứng ở đây luộc vừa tới đúng không? Ngon ha. Cái này không quá cứng rồi. Mẹ hả? Không. Để nó ở đây một cái mè nó khác. Nó cứng, nó bự á. Là trả hết tiền lại luôn. Chị nghe nói. Bà hồi chị nghe nói hả? Nó sẽ nói vậy mà. Dạ. Thiệt không? Khi con tính nha. Đây, cái mề là mấy cái mề này em lấy em lựa ra nè. Đây là cái mề nha. Là cái mề rồi đó hả? Mề dữ chưa? Là cái mề nè, cái mề rất là mề. Review hay cái mề rất là mề luôn. Nhìn thấy cái muối này không? Trải qua 7, 7, 4, 9. Còn 6 trứng nữa thôi cô ơi. Tại vì nóng quá con ăn nhanh không được. 7, 7, 4, 9 đúng không? Lấy được cân rồi. Để em coi chị Nga còn bao nhiêu trứng hồi nãy giờ không quay sát nha. 4, 6 quá. Quá dữ. Còn 6 trứng. Quá tuyệt vời lắm. Cảm ơn con. Muối ngon quá, chấm lộn quá xíu thôi. Dạ, cảm ơn cô. Quá wow. Quá wow. 5 trứng. Hay quá Như ơi. Làm tay các bạn ơi, camera của tôi. Không làm bản chồng. Trời, nước này ngon quá. Ngon.
cái nước luộc á là có đủ vị á cả nhà ơi, chứ không chỉ gừng. Sao mà hôm bữa ăn mạnh ghê á, bao nhiêu mình ăn mạnh được quá hay. Anh Hùng còn là ba trứng rồi, ba trứng nữa. Ăn xong là bây giờ chị em mình tính ra là cái trứng cuối cùng là anh Hùng định đợi chị Nga phải không? Đúng vậy. À, rồi ok, đợi chị Nga đó là cũng cái ăn. Ừ, chị em ạ. Ăn xong là chị em mình sẽ chạy thẳng về Sài Gòn. Em không dám đợi, tại biết không? Gọi thêm em đợi là em sẽ bị no. À, người quá xuất sắc. Rồi, cảm ơn em. Có thể uống thử nào. Mà mới đây cách đây mấy ngày, mới có 4 ngày ăn hột vịt lộn không? Đúng rồi. Ăn thử thách bên Bình Định anh Hiển á. Bình Định. Thử một miếng này nào. Mình thấy cái muối đó nha, phải chấm cho bạn này nha. Anh Hùng để ghế, em lát em thử thức. Ok. Hay. Hết rồi chú ơi. Hết rồi, bánh rồi. Hùng ơi, chút cái nè. Vô. Vô. Chà. Làm quả luôn nha. Wow, một miếng. Con sẽ uống hết cái nước này luôn. Quá hay. Quá hay luôn. Chú thấy sao chú? Cởi chân luôn à. Không chơi với người con trai này được. Em thấy là nó cũng sao ta. Tại vì bây giờ hiện tại là em đang no á. Thì em thấy nó chưa là hết sức của em. Nhưng mà nếu như mà em đang đói nha thì cái này phải 30 trứng cho em ấy. Dính á. Mình đợi chờ gì nữa, không có cả khán giả có muốn là sau này Hùng sẽ được khách trong cái tô này 30 trứng một lượng không? Nếu mà cả nhà xây dép một phát là ít bữa là Hùng bay xuống đây lại. Ghê hả? Lộ, chạy xe xuống chứ mà bay. Từ từ, từ từ. Ít bữa chưa hồi này đâu. Em sẽ để cho Hùng thành bình luận là xây dép. Nó, thật ra hộp bình luận ở đây là mình ăn số lượng như vậy là khá nhiều so với những người ở đây. Dạ. Bằng chứng là còn rất nhiều người đến để gọi món nhưng mà như để gọi trứng nhưng mà không còn nữa. Nhưng không sao, không đến mà hết một bình lộn. Dạ chị em mình ăn ăn hết á. Dạ. Dạ chị em mình chứ ai. Có khoảng bao nhiêu ta? Mình ăn 30 trứng thì có khoảng 10 người. Có 10 người là không được ăn rồi. Đâu mình ăn 15 trứng. 15 trứng. Tại nãy Trang đồ như đồ. Chị Giang 1 trứng, em 5 trứng, anh 8 trứng, nhà 22 trứng, 36 trứng. Nếu mà mình đánh trễ quá thì đây, có một tiệm bánh, chán và xin tối nước ép. Đúng rồi, ăn đỡ thay hột vịt lộn. Đúng rồi. Rồi hôm sau mình qua lại mình ăn hột vịt lộn. Đúng rồi. Nếu là hoặc là mình ăn hột vịt lộn ở đây mình uống xin tối này ngon, sạch sẽ luôn cả nha. Quá, quá ngon. Lần đầu tiên mình uống xin tối mảng cầu luôn á. Lần đầu tiên con uống xin tối mảng cầu luôn á, nghe không? Nghe lạ. Ai chà mảng cầu. Chà mảng cầu. Nói cũng nói sai nữa. Không được cái tật gì được, cái mỗi tật ăn rồi nó thì ăn nói thì nó sai tè le cái tết. Rồi bây giờ bà Giang chị gái. Về với gia đình thôi. Đi bữa giờ lâu rồi. Bữa nó thèm em bộ. Thôi giờ chắc mình phải về bếp. Mình ăn mà đừng nghĩ tới mình mập là sẽ không bao giờ mập. Mình ăn đừng nghĩ tới mình ngán là mình sẽ không bao giờ mình ngán. Ông có bí quyết gì hết. Ok vậy thì thôi clip của Hùng mà tự Hùng chào đi. Ủa ấy chị có nhận xét gì không? Em đang đợi chị nhận xét á. Không, cái này quá ngon rồi. À. Nó sân nhà rồi. Sân nhà nên nhận xét nhiều khi ta kêu là nịnh á. Từ từ khen mình á, mèo khen mèo dài đuôi. Đuôi quá. Cho nên thôi mình cũng nhận xét về món ăn này rồi thì nói chung món ăn quán làm rất là công phu, đầu tư này kia. Nhân viên, mặt bằng, rau, muối, đặc biệt là cái muối chấm thần thánh này là không phải là
mua đồ đâu nha cả nhà. Ở đây là chỉ bán để ăn bên đây thôi chứ không có mua được đâu. Ừ. Nãy giờ mua chục hết luôn. Mới được nào? Đâu đâu? Mới được một tép. Tép nghe ghê vậy. Trời ơi. Ôi trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, cảm ơn tôi rồi ơi. Ăn 15 năm giờ mới được hủ muối. Đây là điều chưa từng có quán. Cái này là Nga sẽ mang về Mỹ nha cả nhà, con sẽ mang về Mỹ. Cảm ơn nha. Con cảm ơn cô nhiều nha. Mình sẽ mang cái này. Mang cái này về lại Mỹ, con cảm ơn cô. Thấy chưa? Nhớ ăn ở. Nhớ ăn ở nữa. Còn chân chơi nữa mà không mau đến số 175 Phan Đình Phùng trải nghiệm món trứng hột vịt lộn thu hà này nha. Rồi đọc đáp được không? Được chơi luôn vô. Thì anh em mình có fanpage trên Facebook, nếu nhiều người yêu mến thì muốn cập nhật các sự kiện Medium Event hãy like và nhấn fanpage để ủng hộ kênh mình nha. Lúc mình sẽ để phần mô tả. Mọi người hãy đăng ký luôn kênh Phân Hùng Vlog và kênh YouTube của Võ Sư Lộc và chị Nga Sumo. Đừng quên TikTok của mình là Phân Hùng 116 Võ Sư Lộc, hai tên ngắn là Phân Hùng Võ Sư Lộc và Võ Sư Lộc Phân Hùng. Trong những tối như các bạn có bất cứ thách nào thì để lại bình luận cho mình, mình xem xét video những lượt phù hợp nhất để clip cho nhà cũng thức nha. Ok, xin chào các bạn. Bye bye, love you. Wow. Cả nhà ơi, có biết mình đang đứng đâu không? Đây là một cây cầu rất là nổi tiếng ở Biên Hòa. Sau khi mình ăn hột vịt lộn với chị Nga xong á, thì chị kêu mình là đi qua đây để quay cái cầu này cả nhà. Wow. Giờ nước đang rút xuống, thấy đất ở dưới luôn. Cầu này cầu gì cả nhà? Các anh em nào biết thì hãy cho mình biết cái tên nha. Nhìn nó rọi đèn xuống dưới sông đẹp ghê, bảy sắc cầu vồng. Màu nó chạy luôn á. Đổi màu luôn á. Bây giờ mình sẽ đi qua cây cầu này nha. Cả nhà ơi, nãy mình có hỏi cả nhà đây là cầu gì á, thì nãy giờ suy nghĩ ra chưa? Bây giờ mình sẽ đi qua nó rồi lên đó mình sẽ tiết lộ cho cả nhà tên cái cầu này. Hồi đó chị Nga có đi ngang qua cầu này nhiều không? Chị buồn rồi, chị hay ra đây đứng chị. Ủa vậy hả? Chị chạy từ nhà chị ra tới đây luôn. Thì lúc trước chị ở đây mà chị sống và làm việc ở bên ngoài mà. Dạ. Yeah. Ở đây em thấy có nhiều cần thủ quá chị. Đúng rồi, đây chỉ là cần thủ sáng chưa chị. Chị Nga ơi, ở đây em có phải là cầu xã nợ không? Đúng rồi. Cầu xã nợ hả? Chính xác, tại vì không biết sao. Dạ, sao chị? Đây là cái cầu tên của nó là cầu Hóa An. Dạ, Hóa An. Nhưng mà nhiều những cái trận game rồi những cái trận cá cược đó thì trước là có nhiều cái vụ nhảy xuống cầu. Đó, cho nên người dân ở đây vẫn chơi là cái cầu Hóa Kiếp. Hay còn gọi là cầu Thiên Đường á, đúng không chị? Cầu xã nợ. Cầu xã nợ. Nó thiếu nợ lên đây là nhảy xuống dưới là hết nợ. Là nhẹ nhẹ gánh liền. Đó chính là cây cầu này. Nhưng mà người khiêng thì hơi nặng ấy. Em biết là bắt đầu từ xa bên Biên Hòa về hướng Bình Dương ấy. Rồi. Cây cầu của giữa Bình Dương với Biên Hòa. Dạ, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Tân Vàng. Đó. Bây giờ mình sẽ về lại Sài Gòn nha cả nhà ơi. Xin chào tạm biệt cả nhà, hẹn cả nhà những video tiếp theo chúng ta sẽ đi xa hơn, đi lâu hơn và quay được nhiều clip hơn.